chị rất lợi. Lợi ở chỗ là chị có được một người mà lo cho chị từ rất nhiều thứ, viết nhạc cho chị không phải trả tiền bản quyền. Sao chị giật dữ vậy? Sao em nói chung quy, chị tưởng đang nói một cái đức là có tình cảm, tự nhiên em, bây giờ chị em nói quy là không ra nói. Tiền em quy chị, ra khoan, tiền khoan. Là sao? Chị đang nói không nói về chị tình cảm, đang nói về em quay về công việc. Thì chị phải hiểu là cái em lập nhanh lắm. Lập nhanh lắm mà. Bây giờ người ta không khai thác vấn đề nó thì em khai thác vấn đề.